xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với bản tin nhận định thị trường hàng ngày của kênh nhà đầu tư tài chính tự do thì ngày hôm nay như thường lệ à, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đánh giá phân tích về thị trường cũng như đi qua về một số những cái mã cổ phiếu tiêu biểu để từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường à, để có thể đầu tư tốt hơn anh chị nào hiện tại đang xem video nếu thấy hữu ích có thể là bấm like video subscribe kênh đăng ký kênh nếu chị chưa đăng ký bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng có để thông tin liên hệ là zalo à, số điện thoại nếu chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong đôi khách hàng tại VBS có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với lại số điện thoại trợ lý của em để được hỗ trợ. cảm ơn chị rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh và chúc anh chị có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích một tí về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. À cái điều mà ngày hôm qua chúng ta nhấn mạnh nhất ở trong phiên ngày hôm nay đó chính là sự phục hồi của thanh khoản và bằng chứng là hôm nay thanh khoản thị trường đã cải thiện tốt hơn à, những phiên gần đây rất nhiều bởi câu chuyện là các công ty chứng khoán đã mở lại cái margin và từ đó các cái đội à, họ có thể bắt đầu quay thanh khoản nhiều hơn với các cái mã cổ phiếu. Anh à, chỉ thấy được thanh khoản ngày hôm nay nó cao hơn so với trung bình đây. À, cao hơn so với mức trung bình ở những phiên trước đó à, tuy nhiên phiên ngày hôm nay là, một phiên giảm điểm nhưng mà thanh khoản lại tăng à, cho thấy được là cáp lực bán ở phía trên cũng tương đối là lớn à, thì mình nhìn kỹ hơn thì rõ đây à, vn30 chúng ta đóng cửa mức là một điểm tương đương với mức giảm là không phần trăm À, với 137 mã tăng so với lại là 269 mã giảm à, cho thấy là cáp lực bán ngày hôm nay vẫn tương đối lớn và hầu như à, V50 chúng ta dao động ở trong cái vùng giá đỏ ở trong phiên ngày hôm nay là chính vì tối ngày hôm qua do à các yếu tố thông tin khác nhau đã khiến cho Dow Jones điều chỉnh rất là mạnh và hiện tại thì Dow Jones nó vẫn đang điều chỉnh thôi à tối ngày hôm qua Dow Jones điều chỉnh khoảng 500 điểm hơn à thì hiện tại đang điều chỉnh khoảng hơn 200 điểm nữa tức là nếu mà tính từ buổi chiều ngày hôm qua thì Dow Jones đã giảm khoảng 1.000 điểm rồi với các yếu tố thông tin liên quan tới việc là chính phủ mỹ có thể là gì phải đóng cửa khi mà các chính sách các thông tư của họ không được thông qua tất nhiên theo cá nhân em thì họ cũng sẽ cố gắng thông qua tức là khi mà họ đàm phán cũng sẽ thông qua thôi nhưng mà nó gây cho giới đầu tư rất là nhiều cái lo ngại bên cạnh đó là việc tỷ lệ thất nghiệp gia tăng À, và cái sự lo ngại về khi mà giá cả hàng quá tăng nhanh như vậy thì có thể đẩy lạm phát tăng lên nhanh hơn à, do đó đã khiến chứng khoán bị điều chỉnh thì nó cũng đã tác động ngay lập tức đến đầu phiên ngày hôm nay của gì à, của thị trường chứng khoán Việt Nam luôn bằng chứng là phát sinh chúng ta mở cửa đã giảm khoảng 10 điểm rồi à, sinh ngay từ lúc mở cửa đã giảm khoảng 10 điểm rồi thực tế thông thường phát sinh nó sẽ không phải ứng mạnh mẽ như vậy đâu à, nhưng có thể ở đây là gì do cái vị thế mà ngày hôm qua tọa lập họ đang nắm á anh chị nhìn nè à, với cái gì với cái vùng nền tích lũy ngày hôm qua khi mà fashion phát sinh nó break fail lên và nó quay trở trở về cái vùng nền này thì có thể là cái vị thế hôm qua họ đang nắm nghiêng về cái chiều hướng sót nên ngày hôm nay khi mà thị trường nó gì nó có những cái yếu tố xấu về yếu tố thông tin về tâm lý nhà tư thì họ đã tận dụng cái đà đó à, thì ngay lập tức họ đè giá từ từ đầu phiên luôn để có thể chốt cái lượng sót đó ra à, và thêm thì ngày hôm nay nó vẫn duy trì ở trong giai đoạn hai biên là chính thôi tức là nó không có gơ một cái vị thế nào quá cụ thể vì anh chị thấy được là thứ nhất là họ cũng không xây dựng các cái nền giá ở trong phiên à, mà chủ yếu là họ dao động với biên độ tương đối là lớn và diễn biến khá là nhanh À, và khi mà gì, à, buổi chiều à, chúng ta thấy là xuất hiện cái lực bán tháo xuống à, đến từ một phần là phía cơ sở à, và phát sinh nó cũng đã có một cái dịp đánh gãy nền xuống. À, tuy nhiên về cú phi thì nó lại, nó lại gì? À, nó lại không đánh thủng luôn, à, không kích hoạt cái lực bán tháo luôn, à, có thể đóng cửa thấp nhất ngày để gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư mà nó lại đóng cửa quay về lại được, tức là nó quay về lại được trên cái nền này. Thì về các bạn cho thấy được là quanh quanh cái vùng hỗ trợ của nó là quanh cái vùng tầm ba 330 thì cũng có cái lực cầu hỗ trợ, lực cầu đợi giá rất là tốt bằng chứng là chị thấy là mặc dù cái giá cổ phiếu gì à, tôi đi ngang nhưng mà cái chỉ số RSI đã dốc lên à, đã dốc lên thì thực tế là chỉ số RSI dốc lên là do cái khối lượng ở đây lớn nhưng mà giá không giảm thôi chị nhìn cái nến thế nè so với cái nến này à, nếu mà chúng ta nhìn thấy nếu mà chị đã nhớ ba cái quy tắc mà em đã nói ở trong cái video trước á thì quy tắc này là quy tắc về nỗ lực và kết quả tức là khối lượng ở đây lớn đúng không khối lượng ở đây nhỏ hơn À, nhưng mà cây nến này là giảm ít hơn cây nến này thì về các bạn cho thấy là lanh quanh cái vùng hỗ trợ này là chính xác là cái vùng tầm một à, tới một điểm à, có cái lượng cầu nó hấp tụ là cái lượng cung bán ra đó khiến cho thị trường nó không thủng xuống cái vùng hỗ trợ đó bởi vì nếu mà ở gần cuối giờ mà khi nó thủng cái vùng hỗ trợ đó thì có thể khiến thị trường kích hoạt cái lực bán tháo à, kích hoạt cái lực bán tháo và cái phiên ATC à, có thể nhiều nhà đầu tư à, cũng sẽ kích hoạt cái lực bán với cái phiên ATC đó. À, nên về cái bản ngày hôm nay chủ đích của họ là muốn giữ giá lại. À, không kích hoạt cái lực bán à, nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy được là cái yếu tố lượng cung à, đang khá là áp đảo so với cầu thì có thể cái việc họ giữ giá là như vậy là họ đang nương bởi vì vào lúc mà gì thị trường sắp đóng cửa thì lúc đó Dow Jones nó phục hồi hơn 150 điểm thì có thể họ đang nương theo về hướng Dow Jones à, nương theo về hướng chứng khoán thế giới họ xem xem là tối ngày hôm nay à, chứng khoán thế giới sẽ diễn biến thế nào và họ sẽ tiếp diễn cái điều đó vào phiên thứ hai tuần tới à, có một điều mà anh chị có thể để ý được là gần đây thị trường rất nhạy cảm với thông tin à, không chỉ là chúng ta nhạy cảm với Dow Jones đâu mà những thông tin liên quan tới về vĩ mô những thông tin liên quan tới về kinh tế thế giới chúng ta cũng rất, rất là nhạy cảm và thị trường ngay lập tức có thể là phản ánh ở trong phiên ngày hôm đó thì cái điều đó cho thấy được là cung cầu ở giai đoạn này hầu như nó không có kiên định Ai và nó đang nương theo thị trường nó đang nương theo các cái yếu tố thông tin đó và rất là nhạy cảm nó loạn à, loạn nhịp à, và gì? cái việc dòng tiền nó chưa quay trở lại với các cái nhóm cổ phiếu trụ đã khiến cho cái cái gì cái tâm lý nhà đầu tư à, nó ngày càng trở nên khó khăn hơn và cũng như ngày càng trở nên loạn nhịp hơn bởi vì các bạn trước đó khi mà thị trường nó có cái đà tăng giá lúc nào cũng sẽ có một nhóm ngành dẫn dắt hết ví dụ cái đà tăng trước kia là đâu đó là nhóm ngành ngân hàng à, nhóm thép cũng đã từng dẫn dắt à, nhóm chứng khoán cũng đã từng có thời điểm dẫn dắt hay là bất động sản là cái nhóm dẫn dắt thị trường ở trong giai đoạn ở phía sau này à, giai đoạn này có thể nói là nhóm bất động sản là dẫn dắt này ở à, giai đoạn ở phía bên này thì là nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng vân vân hay là nhóm thép thì với các bạn lúc nào cũng sẽ có một nhóm ngành dẫn dắt như vậy thì khi mà thị trường nó có những cái rung lắc đó, thì cái dòng tiền nó cũng sẽ biết là tìm đến cái ngành nào để mà canh để mà tham gia còn với các bạn bây giờ hầu như thì thấy được tất cả những cái nhóm cổ phiếu bây giờ đặc biệt là các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đó, à, ngân hàng chứng khoán thép bất động sản này thì vận động của nó hầu như nó không đồng thuận và nó cũng không gì không ủng hộ cái đà tăng giá ví dụ ngày hôm nay ngân hàng nhiều cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay đã đánh thủng cái vùng đáy cũ của nó thì về các bạn như em nói với anh chị rồi nếu chị xem video của em nhiều em có chia sẻ về câu chuyện là nếu mà nó giữ giá quá lâu à, ở cái vùng nền mà giữ giá quá lâu đi thì khi đó nó khác gì nó tạo điều kiện đúng không em lấy ví dụ là cái case STB ngày hôm nay ở STB ngày hôm nay đã gãy thọ khỏi cái vùng nền giá của nó thực tế đã gãy ngày hôm qua rồi à, ngày hôm trước mình có nói cái cái vùng nền này đã gãy rồi thì anh chị đấy nè thì cái việc mà nó giữ giá lâu ở cái vùng nền này nè, thì có phải nó đang tạo điều kiện à đang tạo điều kiện cho anh chị nhà đầu tôi mua hàng với giá rẻ không à, và như em nói với anh chị thực tế đó anh chị có để ý lại là những cái giai đoạn trước đó khi mà thị trường điều chỉnh á, thì ngân hàng là một trong những nhóm bật lại đầu tiên à, bật lại cực kỳ nhanh luôn ở những phiên mà thị trường nó gì điều chỉnh mạnh và sau đó nó, lúc mà phục hồi lên á, lúc mà thị trường nó sẽ có những phiên đàn hồi khoảng ba tới bốn thì khi đó ngân hàng luôn luôn là nhóm bật lại đầu tiên ít nhất là phải tăng bốn tới năm phần À, để làm gì? À, để không cho nhà đầu tư, những nhà đầu tư mà người ta còn đang nghi ngờ, những nhà đầu tư người ta còn đang hoang mang, lo sợ, người ta không mua được cổ phiếu với giá rẻ. À, nhưng về cơ bản anh chị thấy là gì? Dần dần cái giai đoạn phía sau này, điều hai điều mà chúng ta cần nhớ, đều lưu ý đó chính là gì? Kể từ thời điểm mà các cổ phiếu này, à, nó có cái quá trình mà tạo định ở phía trên thì thanh khoản đã giảm và đáng kể. À, tức là nếu trước đó trung bình một phiên chỉ khoảng là 30 triệu, 40 triệu, thậm chí là có những phiên 70 triệu, thì gần đây một phiên chỉ khoảng là mức là 10 triệu à, 10 triệu thôi lỡ trung bình hai phim của nó thì với cái việc mà thanh khoản đã giảm đi nhiều như vậy rồi cho thấy được là gì à, là hiện tại cái phía tạo lập của nhóm ngân hàng họ vẫn chưa đưa à, chưa đưa cái dòng tiền vào để tạo thanh khoản nhưng nói với chị tại sao là à, khi mà có mời xin hòa phát thanh khoản lại tăng lại nè thì về các bạn là họ bắt đầu quay thanh khoản tích cực hơn là họ mua tay trái bán tay phải mua tay trái bán tay phải để tạo được cái niềm tin tạo cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư Thế còn về các bạn nhóm ngân hàng, hiện tại thì hầu như theo cá nhân em thì vẫn chưa thấy là chỉ có tivi đoạn rồi thôi à, tivi chị thấy không cái sự khác biệt là gì là thanh khoản anh chị để ý là thời điểm mà TP ở dưới này nè thanh khoản giảm rất là nhiều nhưng mà kể từ sau một cái nhịp bước phá đi lên này thì hầu như kể từ thời điểm sau đó thì thanh khoản đã tăng lên rất là nhiều và tăng lên rất là đáng kể và nó cải thiện hoàn toàn luôn và cái bằng chứng á là cái đường em 20 về khối, lượng đã dốc lên em nó dốc lên tức là về trung bình là tăng lên thì đó là cái điều mà gì nó không thể nào mà che giấu được về thanh khoản thị trường và thanh khoản cổ phiếu à, còn nếu mà thanh khoản các cổ phiếu và duy trì ở mức thấp như ví dụ ngày hôm nay nhiều cổ phiếu như là tech này hiện tại còn cực kỳ thấp mb này cũng duy trì ở mức trung bình thôi đây là một số những cổ phiếu như là ACB thì rõ ràng ở đây họ vẫn chưa có những cái động thái đưa dòng tiền vào. Chỉ có thể là khi họ chưa đưa dòng tiền vào cũng như là khi mà họ tạo điều kiện cho anh chị mua được cái lượng cổ phiếu giá rẻ thì khi đó cái độ rủi ro cũng sẽ cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mục tiêu của đội lái là gì? Luôn muốn anh chị mua thấp thì bán cao. Đây là cái mà em đã thường chia sẻ rồi. là chúng ta sẽ không nói lại nữa. Nhưng mà anh chị hãy nhớ cái đó cho em ha. Nên đó cũng là một cái mà nó khiến cho cái động lực thị trường ở giai đoạn này nó yếu hơn. À nó yếu hơn. Ngày hôm nay thị trường nó quay về test lại cái vùng biên dưới là tầm 1.330 điểm. Đây, À, nó quay về đúng cái vùng biên này thì cũng có lực cầu đỡ giá cho nó và nó đang test là cái cái vùng này đâu đó tầm khoảng 5 lần rồi. rồi ví dụ trước đây một lần này hai lần ba lần bốn lần này năm lần này và thậm chí là sáu lần ở à, trong đó đã có một lần thủng xuống thì cái lần thủng này nó sẽ đóng vai trò là một cái nhịp, à, nhịp spring một cái nhịp spring tức là trong phân tích kỹ thuật cái nhịp spring là những cái nhịp mà đi để loại bỏ những cái nhà tôi tư đeo bám thì khi mà đánh thủng lên số thế này thì nó sẽ kích hoạt một cái lực bán đúng không kích hoạt cái lực bán ra thì khi đó là gì một cái lượng cơ số nhà tư người ta sẽ bán ra những cái nến này hay là những cái nhịp ở phía trên này à, đây là cái nhịp gì kích hoạt được mua Đấy, cao trào mua lên này và những cái dịp bán xuống thế này thì anh chị thấy là nó xuất hiện gần nhau, không cách nhau quá nhiều ngày. cho thấy được là hầu như nó không rõ ràng. Ví dụ nha, khi mà họ kích hoạt cái lực mua ở đây thì hoàn hoàn toàn khi mà gì nó quay về lại cái vùng nền đó, thì họ có đã đánh thủng xuống luôn. khi mà họ đã dụ một cái lượng lớn nhà tư mua ở phía trên này rồi nhưng mà lại họ lại có một cái dịp gọi là kích hoạt bán nữa à, cao trào bán nữa và sau đây là quay về lại trên rồi. Thế là nó xuất hiện liên tục với nhau ở trong những thời điểm gần nhau, cho thấy là cung cầu vẫn còn rất là loạn và nó đang trông chờ. Hầu như bây giờ thị trường đang ở trong cái giai đoạn gọi là chuyển giao giai đoạn chuyển giao giữa hai quý là quý 3 giờ à, quý 3 và quý 4 thì à, có cái thực tế là nếu anh chị để ý, ở trong quá khứ cũng như vậy thôi tất cả những giai đoạn mà chuyển giao giữa các quý ấy, thì thị trường nó thường diễn ra ảm đạm hoặc là sai quay hoặc là giảm tức là thường bởi vì sao bởi vì giai đoạn đó là giai đoạn mà dòng tiền người ta đang trông chờ là kết quả kinh doanh nó sẽ phản ánh như thế nào nhà đầu tư sẽ phản ứng như thế nào à, với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp à, nếu chị đấy thì thời điểm mà công bố kết quả kinh doanh là khoảng tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và cái này em đã đưa cho anh chị xem về số liệu lịch sử rồi đúng không? Là những thời điểm đó thị trường rất là dễ xảy ra gây những cái dịp điều chỉnh. Hay là anh chị đấy là thời điểm mà trước cái thời điểm đó, tức là trước cái thời điểm mà công bố các báo cáo tài chính đó, thì thị trường nó cũng rất là ảm đạm. Hay thường có thể là nó dao động sai quay lại ở trong một cái vùng biên nào đó thôi. đây ví dụ thời điểm tháng 4 2020 thì nó mặc dù là cái đà tăng trước đó tốt nhưng mà vì trước khi mà bước vào cái mùa báo cáo tài chính này anh chị thấy không? Thì trong giai đoạn đó nó cũng xảy ra những cái nhịp rung lắc. Và ở thời điểm này thì cái yếu tố thông tin là cực kỳ nhiều à, loạn nhịp ở trên thị trường luôn ở trên các diễn đàn luôn chị sẽ thấy là à, sẽ có một số thông tin liên quan tới lợi nhuận các công ty tốt lợi nhuận công ty xấu vân vân thì bắt đầu sự phân hóa sẽ diễn ra à, các công ty tốt có thể thu hút dòng tiền ở thời điểm đó à, các công ty xấu có thể là bị bán ra rất nhiều ở thời điểm đó nhưng mà chị hãy nhớ cho em một điều thế này là thị trường luôn luôn à luôn luôn gì à, không dành cho số đông à, tại sao bởi vì ở trên thị trường này luôn luôn có một phe là gì là phe tạo lập là như em nói đó là giả định của em thôi là em giả định là có một phe tạo lập tức là những người à, người ta có một cái lượng tiền lớn người ta có một cái lượng cổ phiếu lớn và người ta có thể là tác động tới giá cổ phiếu nhiều hơn là nhà tư cá nhân à, thì với những người đó thì thông thường cái phần thắng của họ là sẽ cao hơn và họ cũng sẽ gì họ cũng có thể là có cái tác động họ cũng có thể là liên quan tới việc là thông tin đó. cái thông tin mà anh chị nhận được anh chị nhau tôi nhận được đó, thì có thể liên quan tới họ À, tức là họ có thể lựa chọn thời điểm ra thông tin em lấy ví dụ như vậy à, thì khi mà gì họ có thể là bắt đầu xuất hiện những cái tin đồn liên quan tới lợi nhuận các ngân hàng lợi nhuận các công ty thép lợi nhuận các công ty chứng khoán vân vân thì khi đó có thể dẫn tới một cái hiện tượng là dòng tiền nhà đầu tư sẽ đi trước à, đi theo cái thông tin đó em lấy ví dụ là thời điểm trước đó này nếu chị nhớ là thời điểm ở đây là cái thời điểm gần nhất là thời điểm kết quả kinh doanh ở quý 3 thì một cái ví dụ mà chúng ta thấy được là Nam Kim đi Nam Kim thời điểm đó nó công bố kết quả kinh doanh là đâu đó lợi nhuận khoảng 500 tỷ là khoảng 500 tỷ. Thì khi mà ra thông tin xong thì ngày hôm đó em thấy là mở gáp tăng lên. nhớ chị nhớ là cây nến này nè. Cái nến là cây nến mà rất là nhiều người đu mua vào. Bởi vì ngày hôm đó thì cái thông tin nó ra và nó mang là cái yếu tố tích cực cho cổ phiếu là khoảng ngày 28 tháng 6 này. Đấy là nó rò rỉ thông tin. Và sau đó cái giá cổ phiếu nó kéo lên trong một thời gian và nó, xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh. À thì một phần là điều chỉnh là đi theo thị trường thôi. Nhưng về cơ bản là chị thấy được là gì? Hầu như những anh chị mua đuổi theo thông tin là đều ít khi nào có được kết quả tốt. À, rất là ít. Bởi vì khi đó khi mà thông tin đã public rồi, khi mà thông tin ai cũng đã biết rồi thì khi đó cái xác suất mà chỉ có lợi nhuận được sẽ thấp hơn bởi vì sao bởi vì thời điểm đó thì đa phần nhà tư người người ta đi mua đa phần nhà tư cá nhân đi mua bởi vì nhà tư cá nhân ai cũng biết là cổ phiếu này tốt rồi ai cũng biết là lợi nhuận nó ok rồi thì ai là những người bán cho anh chị ở trong giai đoạn đó và ngược lại ở trong những cái dịp này đó, sau khi mà nó xuất hiện kêu thông tin thì nó đó là có một cái dịp rủ xuống em nó rủ từ cái vùng giá trên này là 31 chấm về lại vùng dưới này là vùng giá tầm là 24 tức là cái mức rủ của nó đâu đó tầm khoảng là hơn 20 phần À, tài khoản khoảng hơn 20 phần trăm thì với cái mức điều chỉnh này thì hầu như đa phần nhớ chị mua ở vùng này buộc phải cắt lỗ rồi bây giờ chị đã vi phạm các cái quy tắc ví dụ vậy à, trừ nhớ chị đầu tư thêm về dài hạn và đầu tư về cái cái tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu thôi em và sau đó nó mới có quá trình tạo đáy test lại ba đáy nè à, đáy thứ nhất đáy thứ hai và đáy thứ ba thì nó mới tạo đáy đi lên à, thì khi mà tạo đáy đi lên như vậy thì nó mới tạo được cái tiền đề tăng giá tốt đẹp ở giai đoạn phía sau cho nam kim tới thời điểm này em à, là một cái mà chị lưu ý cho em à, về cơ bản là gì à, đôi khi thông tin nó ra chị à, lao đu vào mua thông tin thì chưa hẳn đó là thông tin nó chưa hẳn là cái thời điểm mua tốt nhất à, mà cái thông tin đó là cái để anh chị sàng lọc được em đã thường nói rất nhiều đó là cái phễu kết quả kinh doanh quý là một cái phễu để anh chị sàng lọc ra được các doanh nghiệp nào đang đi đúng với kỳ vọng của mình các doanh nghiệp nào có triển vọng tăng trưởng tốt ở trong quý 3 hay là quý 4 nó tiếp diễn được vì thị trường chứng khoán luôn luôn là thị trường của sự kỳ vọng tất cả những chị cái gì anh chị đang nhìn thấy nè ở trong thời điểm này nè những cổ phiếu đã tăng giá này những cổ phiếu đã giảm giá này đều đã phản ánh cái kết quả kinh doanh ở trong quý 3 sắp tới chỉ là gì chỉ là cái thời điểm mà nó công bố cái kết quả nó thực tế thì người ta soi lại xem là nó có đang đi đúng với những gì mà ta kỳ vọng hay không lấy ví dụ trong trường hợp tại sao nam kim lại tăng mạnh như vậy Bởi vì rõ ràng trong xuyên suốt cái thời gian này người ta đều biết là nam kim xuất khẩu rất tốt nam kim sẽ có lợi nhuận sau thế ở quý ba tích cực thì khi đó những người mua ở đây là những người kỳ vọng cho điều đó vậy quan trọng là gì à, quan trọng là kết quả kinh doanh sắp tới quý ba này nam kim có đạt được cái kỳ vọng đó hay không hay là gì nam kim không đạt được kỳ vọng đó nam kim không tăng trưởng như kỳ vọng thì khi đó giá cổ phiếu tự nhiên sẽ giảm thôi Bởi vì những người mua vì cái điều gì thì người ta sẽ bán vì điều đó. người ta mua vì sự kỳ vọng tích cực ở trong quý ba thì người ta sẽ bán gì quý ba. hay là ở trong quý ba vừa rồi những người bán cổ phiếu, những cổ phiếu bị giảm điểm mạnh ví dụ như ngân hàng đi, nói với chị? thì có phải là người ta đã biết trước là à, ngân hàng quý ba này lợi nhuận sẽ giảm không? đó là những cái đã được phản ánh rồi. À, và khi những cái thông tin đó mà nó bắt, bắt đầu nó đã ra à, và khi anh chị tiếp nhận được nó thì rõ ràng nó không mang yếu tố là gì à, quyết định được mua bán của anh chị. mà cái quan trọng nhất là anh chị phải xem xem là à cái sự tích cực đó, cái thông tin đó, cái thực tế mà nó xảy ra nó có đi đúng với những gì mà người ta đang kỳ vọng hay không nếu ví dụ bây giờ như anh chị nói là ngân hàng lợi nhuận sẽ giảm cực kỳ mạnh. Ê, thì chắc chắn là lợi nhuận sẽ giảm rồi bởi vì chúng ta biết được là gì ngân hàng phải hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tới về lãi suất. Ngân hàng phải có rủi ro về nợ xấu khi mà trích lập dự phòng nhiều hơn. Tất nhiên là có. Hầu như ai cũng biết được nó xấu rồi. Nhưng quan trọng là nó xấu tới đâu. Ê, và nó xấu như thế nào? Lỡ đâu trong những cái cổ phiếu xấu đó lại có những doanh nghiệp tốt, lại có những doanh nghiệp mà họ vẫn duy trì tăng trưởng lại có những doanh nghiệp mà họ có thể tỉ, có thể, cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu tốt không bị rủi ro không lo ngại cái rủi ro liên quan tới nợ xấu À, thì khi đó đó là những cái mà chúng ta gì à, khi mà nó qua được một cái một cái, cái phễu đó thì chúng ta phải có một cái bước sàng lọc lại nữa à thì chúng ta lựa chọn được các cổ phiếu doanh nghiệp để mình đầu tư ở trong quý 4 và chị thấy tất yếu những doanh nghiệp mà tăng trưởng trong quý 3 à, chưa chắc nó sẽ tăng trưởng trong quý 4 tiếp tục nhưng mà khả năng cao nó sẽ tăng trưởng trong quý 4 à, tức là không thể 100%. nhưng mà anh chị theo nhiều cổ phiếu anh chị thấy nếu mà anh chị soi lại kết quả kinh doanh quý ba của nó tốt đi thì hầu như ở trong quý 4 vừa rồi ở trong à, quý 2 vừa rồi à, quý hai tốt đi thì hầu như ở trong quý ba vừa rồi đa phần cổ phiếu đều tăng điểm đó là cái thực trạng của nó, đó là cái mà chị phải cần lưu ý và không phải lúc nào chúng ta trong chờ mua là báo cáo tốt là chúng ta mua báo cáo tốt thường sau cái dịp đó lượng nhà tư cá nhân đeo bám vào nó sẽ có một cái dịp điều chỉnh và những dịp điều chỉnh đó là nghiệp mà theo em là thời điểm mà tốt nhất để mình review lại xem là cái giá chiết khấu khi mình tham gia thì đó nó có đủ thích hợp hay chưa em thường gọi đó là một cái dịp reset lại cung cầu à, và thường là khoảng tầm nửa tháng sau khi công bố báo cáo tài chính thì khi đó rất nhiều cổ phiếu nó sẽ bắt đầu gì cân bằng lại ổn định là cái tố cung cầu của nó còn giai đoạn này thì dòng tiền vẫn đang tập trung vào nhiều là với các cái mã cổ phiếu mà được hưởng lợi từ cái giá thành cái chu kỳ hàng hóa tức là cái giá đầu ra nên nó ví dụ như là về thép về dầu khí này à rồi về đường à về cao su hay là về doanh nghiệp về phân bón khi mà giá URE vẫn đang tăng à giá giá phân vẫn tăng tất nhiên anh chị theo rõ ràng là nó đang trực tiếp tác động tới cái lợi nhuận kinh doanh ở trong quý 3 và quý 4 sắp tới khi mà giá thành cái đà tăng của nó vẫn duy trì như thế thì chắc chắn là cái biên lợi nhuận gộp cái doanh nghiệp này sẽ được cải thiện. Bi có thể là hàng tồn kho đã có sẵn rồi mà giá vốn hàng bán tăng, à, giá thành tăng lên thì doanh thu cải thiện lên giá vốn hàng bán không đổi. À, thậm chí là giá vốn hàng bán có thể giảm khi mà một số cái nguyên liệu đầu vào nó giảm giá đi. Thì cái đó sẽ cải thiện cái doanh thu, cải thiện cái lợi nhuận của anh chị thôi. À, nên đó cái là cái mà gì à, chúng ta sẽ tìm à, tìm hiểu và chúng ta sẽ lưu ý ở giai đoạn gì sắp tới này khi mà anh chị tham gia cái cái cổ phiếu có giai đoạn này thì để tìm được sự đồng thuận thì em nghĩ là khó nó đang chờ một cái yếu tố từ dòng tiền từ nhóm dẫn chắc thôi tất nhiên là giai đoạn này là cái sự cái sự rũ bỏ từ nhóm ngân hàng là cái điều mà em đang mong muốn tức là cái điều mà em đang kỳ vọng là có có thể có cái nhịp chiết khấu à có cái nhịp gọi là gì cao trào xuống nữa à, và như đã nói với anh chị trong những video trước đó em đang tại vì bản chất là trong thông thường là trong cái điều chỉnh đó thì lúc nào nó cũng sẽ có cái nhịp cao trào hết nhưng mà ở trong cái nhịp vừa rồi thì em lại không thấy cái nhịp cao trào đó nên đó là cái mà em lo lắng là thị trường có thể có cái nhiều cao trào nữa còn trong trường hợp tích cực hơn thì thị trường nó vẫn sai quay lại thôi ở trong cái biên này à, và nó vẫn chưa đủ sức để vượt lên trên được đâu khi mà cái khối lượng ở phía trên này à, cái lượng cung ở đây là lớn à, cái lượng cung ở đây là rất là lớn để nên với cái việc mà nó đi tục test lại cái vùng hỗ trợ dưới này thì anh chị cũng sẽ nên cẩn trọng một tí và cái điều mà chúng ta làm thiết thực chất ở trong giai đoạn vừa rồi thôi ở trong tuần trước thôi à, là cái việc mà chúng ta đã duy trì được cái tỷ lệ margin ở mức an toàn rồi và khi đó chúng ta sẽ cơ cấu lại các mã cổ phiếu danh mục xem là gì. Thì cổ phiếu này thực tế nó có được hưởng lợi tiếp tục ở trong quý 4 hay không. Hay là kết quả kinh doanh quý ba nó có quá tích cực hay không. À, nếu mà kết quả kinh doanh quý ba tích cực thì anh chị có thể giữ tiếp à, chờ công bố kết quả ra. À, thì khi đó công bố thường nó sẽ có một dịp mà nhào tư đu mua vào với những cổ phiếu tăng trưởng tốt. Thì khi đó anh chị có thể bán ra ở những phiên đó cũng được. Và mà chúng ta chờ cái việc mà nó test lại cung cầu ở giai đoạn phía sau thôi rồi đó là về chia sẻ của em về thị trường à, để chị hiểu rõ hơn về bản chất của dòng tiền cũng như là đặc điểm từng giai đoạn khi mà gì, à, cái mùa báo cá là chính nó tới à, tiếp theo là em nói với anh chị thêm về cái câu chuyện là về à, hôm qua mình nói về câu chuyện mở cửa rồi đúng không thông thường mở cửa thì cái GDP mình sẽ chưa tăng trưởng được liền đâu tức là các doanh nghiệp họ phải mất một thời gian để thích nghi mất một thời gian để khôi phục lại cái sản xuất của họ trước đó nên ví dụ như là doanh nghiệp phải sản xuất doanh nghiệp phải dịch vụ vân vân à, thì có tên là họ sẽ mất đâu đó khoảng quý 4 này là cái tốc độ tăng trưởng của mình nó sẽ dương lại nhưng mà nó có thể là không phải là quá mạnh mẽ em à, nhưng mà thường là giai đoạn quý 1 2022 cái tốc độ tăng trưởng mình sẽ mạnh mẽ hơn à, chúng ta lấy cái số liệu lịch sử từ cái gì à, từ các nước khác ở trên thế giới thì đa phần sau một cái giai đoạn giãn cách dài á, thì cái tháng đầu tiên là tháng này họ thích nghi à, vì tháng đầu tiên thì đa phần người dân họ vẫn chưa quay trở lại cái mức sống bình thường cái mức chi tiêu của họ vẫn đang vẫn đang giống như thời điểm trước dịch à, và do đó họ sẽ mất một thời gian để thích nghi à, thì khi mà bắt đầu thích nghi lại xong rồi thì cái giai đoạn quý sau đó cái quý mà thường sau cái thời điểm mà giãn cách cách một quý ra À, thì cái lợi nhuận năm đó của các công ty sẽ tương đối là tốt và tích cực hay là về cái vấn đề về GDP thường nó sẽ tăng trưởng rất mạnh mẽ ở giai đoạn đó đặc biệt là Việt Nam hiện tại chúng ta đang là một quốc gia mà đang phát triển thì cái độ đàn hồi của anh chị đối với nền kinh tế là cực kỳ nhanh là cực kỳ lớn à, nên đó là cái triển vọng của em đối với thị trường ở 2022 ở đầu 2022 có thể là cuối quý 4 năm nay và đầu năm tới à, và khi đó có thể dòng tiền à, thông minh nó sẽ mạnh mẽ hơn ở đó tham gia một cách mạnh mẽ hơn ở giai đoạn phía sau này còn á, cái việc giai đoạn này thì em nghĩ là từ đây tới thời điểm công bố các đầu kinh doanh thứ ba thì tiếp tục sẽ là sự phú hóa này thôi khi mà các nhóm ngành được hưởng lợi từ về năng lượng giá thành vẫn đang tăng em một số năng lượng hiện tại thì giá thành vẫn tăng tốt à, thì à, nhìn chung thì khi mà tăng như thế thì cái dòng tiền nó cũng sẽ tự tin hơn trong vấn đề giải ngưng à, Tất nhiên thì à, trong một cái quá trình đi của thị trường trong một quá trình mà cổ phiếu nó gì là tăng giảm đang xen với nhau thì những yếu tố thông tin như thế này à, nó cũng sẽ tác động tích cực hay là tiêu cực ở đến cái giá cổ phiếu và giai đoạn này khi mà đặc biệt là tâm lý đầu tư còn chưa ổn định á, thì chỉ biết đời gì? À, đôi khi cái giá cổ phiếu mà chị mua ở đoạn này có thể tăng giảm, nó tăng giảm theo cái cái giá cái diễn biến của giá cả hàng hóa luôn. À, ví dụ ngày hôm đó giá dầu tăng thì có thể là cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng, ngày hôm đó giá dầu giảm thì có thể là cổ phiếu bị giảm luôn. À, nên đôi khi khi mà chị tham gia những cổ phiếu mà nó bị phụ thuộc nhiều vào cái giá thành hàng hóa thì chị cũng sẽ nên chú ý nhiều hơn à, tới những cái này à, để mình biết được là những cổ phiếu nào hiện tại à, nó vẫn còn để được hưởng lợi tốt hay là những cổ phiếu này hiện tại nó vẫn đang có cái diễn biến về giá cả đầu ra tốt. À, để mình có thể cân nhắc mình nắm giữ tiếp hay là mình bán chút lời dừng à, với các cái mã cổ phiếu đó rồi đó là về à, thị trường, à, về tổng quan, về cung cầu cũng như là về yếu tố dòng tiền ở đây còn về những ngân hàng ngày hôm nay điều chỉnh thì em nhớ không nhầm là sáng nay có thông tin liên quan tới việc là cái tỷ lệ nợ xấu chúng ta tăng gấp đôi là khoảng 8% ở trong năm nay thì à, với cái việc mà tỷ lệ nợ xấu tăng như vậy thì nó cũng sẽ khiến phần nào đó cái tâm lý nhà đầu tư đây thì nợ xấu toàn ngân hàng sẽ ở mức gần khoảng 8% phần trăm vào cuối năm nay thì như em nói với chị rồi thì thực ra những cái này là đa phần nhà đầu tư người ta đã đã forward rồi đã, à, đã forward cho giai đoạn là quý ba rồi vì tất nhiên cái việc mà giải cách cái dài thế này thì vì tỷ lệ nợ xấu tăng là đương nhiên em và chúng ta cũng đã có các thông tư để hỗ trợ cái vấn đề về cơ cấu nợ à, nhưng mà bản chất thì chúng ta cũng sẽ nhìn vào cái gì là cái tổng cái tác động của nó tức là gì nó phụ thuộc cũng rất nhiều vào câu chuyện mở cửa kinh tế đây là cái ẩn số mà em nói với chị là gì với cái việc mà chúng ta mở cửa kinh tế tích cực tức là có thể duy trì được ở trong một thời gian dài à, thì nền kinh tế mình sẽ đi đúng với kỳ vọng tuy nhiên trong một bối cảnh ẩn số đó chính là gì nền kinh tế chúng ta hoàn toàn có thể đóng cửa ngược trở lại khi mà cái diễn biến dịch bệnh nó phức tạp à, khi mà diễn biến dịch bệnh nó khiến cho cái, cái cơ sở y tế chúng ta không đáp ứng được cái, cái nhu cầu à, về gì à, về hỗ trợ cho người à, cho người dân hỗ trợ cho các bệnh nhân thì khi đó đôi khi chúng ta phải buộc đóng cửa trở lại và cái nền kinh tế lại một lần nữa bị ảnh hưởng à, nói chị cũng sẽ không chủ quan về câu chuyện giải cách nha à, nếu chị nhớ cái thời điểm mà thị trường nó tạo đỉnh tháng 7 không? thời điểm đó khi mà thị trường tạo đỉnh vào tháng 7 thì đó là nhiều anh chị nhờ tôi thích thú về cái việc là hệ thống giao dịch chúng ta thời điểm đó là gì em nhớ không nhầm là cái mức mà chúng ta bị uh, bị đơ hệ thống á, là khoảng 22.000 tỷ hai mấy nghìn tỷ đó tức là đâu đó tầm khoảng là 750 triệu đơn vị cổ phiếu ấy thì đó chúng ta rất là nhiều người ta đang mong chờ là một cái hệ thống giao dịch mới một cái hệ thống giao dịch có thể đẩy cái mức thanh khoản lên cao hơn để đáp ứng được cái nhu cầu về thanh khoản Ê, nhưng mà nếu chị để ý, thì từ cái thời điểm mà cái hệ thống đó mới đi vào giao dịch thị trường nó cũng đã xuất hiện cái gì điều chỉnh nên nhớ không nhầm là cái nến này là cái nến ngày 5 tháng 7 và sau đó thì trường rơi và chính thức từ đó thì trường cũng đã tạo đỉnh luôn à, tạo cái đỉnh cho tới bây giờ vẫn đang tạo đỉnh sau thấp ở đỉnh trước đó là câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy được rõ ràng tức là gì khi mà có một cái sự chuyển dịch một cái sự chuyển giao à, giữa cái thời điểm này sang thời điểm khác à, chuyển giao giữa thời điểm giãn cách sang thời điểm mở cửa à, thì cái quan trọng là chị cũng phải theo dõi xem là gì à, cái tác động như thế nào à, của cái việc đó và nó có thực sự duy trì được hay không à, tất cả mọi người dân ở đây tất cả những nhà đầu tư người ta đang kỳ vọng rất nhiều vào câu chuyện mở cửa người ta kỳ vọng rất nhiều vào các cổ phiếu xuất nhập khẩu, người ta kỳ vọng rất nhiều vào các cổ phiếu về gì? về du lịch, về hàng không, à, về ngân hàng, bất động sản hay là những công cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công, vân vân. Rõ ràng ở đây là người ta đang kỳ vọng là gì? những cái đó diễn ra trong điều kiện là thì nền kinh tế ta mở cửa một cách bình thường theo đúng với lộ trình, thì cái đó tất cả mọi thứ đều diễn ra có thể đúng với kỳ vọng của mình. Ê, và chúng ta phải đề phòng cái rủi ro chính là gì? Chúng ta không thể duy trì được mở cửa theo cái gì? theo cái lộ trình mà mình đã đưa ra. À, và cá nhân em thì vẫn luôn mong muốn là chúng ta vẫn có thể là gì phải thích nghi với dịch à, và dịch chúng ta biết được là bản chất cuối cùng chúng ta phải sống chung với dịch bệnh dịch là câu chuyện rất là dài Ê, và hiện tại chúng ta phải đẩy mạnh về câu chuyện là tiêm vaccine À, đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine để có thể giúp cho gì các doanh nghiệp các người dân người ta trở lại cuộc sống bình thường mới sao à, sau đại dịch rồi à, đó là chia sẻ các em thì hy vọng là sau cái chia sẻ vừa rồi thì anh chị cũng đã hình dung được câu chuyện và dòng tiền ở từng giai đoạn cũng như là dòng tiền ở cái giai đoạn mà trước cái báo cáo là chính á, nó thường là như vậy à, để mình biết được À, cũng như để mình nắm bắt được cái 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 yếu tố dòng tiền để mình tham gia giai đoạn sau đó để chị lựa chọn ra các cái mặt cổ phiếu mà nó an toàn các cái mặt cổ phiếu mà nó có tiềm năng à, để chị có thể tham gia. Còn giai đoạn này thì nhìn chung là khi mà nó sai quay khi mà dòng tiền nó vẫn đang gì à, vẫn đang còn lưỡng lự như thế thì có thể là em nghĩ ngắn hạn thì cái việc mà để thị trường đồng thuận lên sẽ khó hơn khi mà dòng tiền hiện tại nó chưa dám quay trở lại với thị trường. À, nhưng mà trong kịch bản đó thì vẫn là phân hóa thôi. Thì khi mà phân hóa như vậy thì anh chị vẫn phải lựa chọn các nhóm ngành để mình tham gia. Bây ngày hôm nay thì mặc dù là thị trường như thế này nhưng mà vẫn có nhiều cổ phiếu vẫn tăng. Anh chị thấy là ở à, trong 137 mã tăng này thì vẫn có gì 11 mã 11 mã tăng tím, tức là vẫn có những mã cổ phiếu tăng tốt, à những cổ phiếu đi qua tới nhóm khí này, à như cổ phiếu đi tới cao su, vân vân. thì những cổ phiếu đó đa phần hay là những cổ phiếu được kỳ vọng nhiều ở trong ngắn hạn này. khi mà dòng tiền bây giờ không biết đầu tư vào đâu nữa. À, thì người ta thấy được doanh nghiệp này có tiềm năng, có kỳ vọng tốt thì người ta lại tham gia vào thôi. chị ha, là chị lưu ý cho em. Rồi À, thì à, uh, trước mắt thì vẫn là tuần tới mình sẽ cái bốc 130 con ngày một 330 và này nó test là thế nào à, lực bán thì ở giai đoạn vừa rồi vẫn còn lớn đây à, lực bán xuống vẫn còn tương đối là lớn thì với cái lực bán xuống lớn thế này thì có thể là nó sẽ cần test lại vài nhịp nữa xem lực bán nó có giảm lại hay không chỉ để ý là gì đây, lực bán nó vẫn còn gia tăng ở trong nhịp giảm điểm xuống thế này thì cũng tương đối tức là lực bán còn khá là mạnh à, thì nó kích hoạt cái lực bán này đa phần là đến từ việc là người ta e ngại là tối nay đã cho sạch thôi để mình xem tối nay đã cho gì biết thế nào hiện tại thì đã hồi đã hồi khoảng 150 điểm từ cái vùng thấp nhất rồi cũng tôi nói là ok à, khá là ổn định à, còn về thị trường thì à, vẫn đang tập trung nhiều là vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa khi mà à, vốn hóa nhỏ khi mà chỉ thấy là VN Small Cap này ngày hôm nay là vẫn xanh mặc dù là thị trường chúng ta giảm đâu đó tầm khoảng là tới 7 điểm à, là 0,5 phần à, trăm nhưng mà VN Small Cap vẫn xanh và VN Mid Cap thì giảm khá là mạnh tức là ngày hôm nay là VN 30 và Mid Cap thì giảm mạnh hơn à, so với Small Cap tức là dòng tiền như đợt này vẫn đang rất ưu thích cái nhóm cổ phiếu nhau vốn hóa nhỏ thì khi mà người ta ưa thích vốn cổ phiếu quá nhỏ nhiều thì cái đó chúng ta phải lưu ý về cái câu chuyện là à, có thể là liên quan tới việc là cái khẩu vị. Để tức là thay vì bây giờ lựa chọn một cổ phiếu trụ, một cổ phiếu mà gì ở trong nhóm pin 30, một cổ phiếu mà tăng trưởng rất chậm, một cổ phiếu mà cái giá cổ phiếu nó mất rất nhiều lâu để tăng. À, thì khi đó thay vì cái nhóm ngành đó thì người ta lựa chọn một cổ phiếu khác mà cái độ nhảy nó tốt hơn so với thị trường, à, thì cái mức tăng giá cũng sẽ tốt hơn. Còn đây là về tình hình của dịch bệnh là hiện tại chúng ta thì với số ca nhiễm vẫn đang giảm dần qua các ngày thì đó cũng là một trong những tín hiệu rất là tích cực. Thì em kỳ vọng là chúng ta phải xem xét giai đoạn khoảng một tuần sau khi mở cửa trở lại kinh tế để mình xem xem là những cái tác động của việc mở cửa những mắt, là những cái khúc mắc và cũng như những cái bất cập nó sẽ được giải quyết như thế nào để từ đó mình biết được cái triển vọng của nền kinh tế khi mở cửa lại à, nó ra sao và nó sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp người dân người ta sẽ phải như thế nào và số ca nhiễm nó có thật sự giảm đi hay chưa hay là nó vẫn duy trì tiếp tục tăng và thậm chí là tăng mạnh mẽ hơn nữa thì đó vẫn là những cái biện pháp mà nhà nước cũng như là chính phủ chúng ta phải gì phải tiếp tục hỗ trợ cũng như là tiếp tục đưa ra các cái biện pháp để có thể giúp cho gì cái nền kinh tế chúng ta mở cửa càng sớm càng tốt. Bởi vì rõ ràng ở đây ai cũng biết được bài toán kinh tế khi mà nếu mà tiếp tục giãn cách thì các doanh nghiệp rất nhiều doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi được. Rồi đó là về thị trường một chút chia sẻ của em ha. nhìn chung thì À, giai đoạn nào cũng vậy thôi dù là như thế nào chăng nữa thì quan trọng anh chị phải là bình tĩnh à, và anh chị phải luôn luôn có được à, những cái đánh giá cho riêng mình à, về những cái mà cổ phiếu đó để mình xem xem là cổ phiếu đó hiện tại có đang tiềm năng hay không hay là nó đang như thế nào à, để biết được là mình nên nắm giữ cổ phiếu đó hay mình nên bán ra mình chúc lời với các cổ phiếu này rồi à, thì em đánh giá một xíu về các cái mặt cổ phiếu ở trong một số nhóm ngành nha. đầu tiên là mình nói về ngân hàng đi ngân hàng thì đa phần là gãy nền đa phần là gãy nền dưới này thì cái nền này được gãy thì đa phần là chúng ta đã nói trước rồi Tức là đa, cái, cái, cái kịch bản về cái nền gãy á, thì chúng ta đã nói về câu chuyện là chúng ta cần một cái nhịp À, gọi là cái nhịp cao trào xuống thì hiện tại STB đang cho thấy điều đó cái điểm mà em thích nhất của STB ngày hôm nay không phải là việc mà chúng tôi bi quan về giá nó giảm nhưng mà cái em thích ở đây là cái khối lượng STB bắt đầu tăng trở lại à, tức là khi mà kích hoạt cái lực bán tháo ra thì đã có một cơ số vào từ người ta bán cổ phiếu ra À, người ta cắt lỗ cổ phiếu này à, sau di giai đoạn người ta mua ở cái vùng nền ở phía trên này thì với các bạn là cắt lỗ không sai khi mà anh chị anh chị đang nắm cái vị thế với giá cao và chị hoàn toàn có thể canh mua cover là ở vùng giá thấp à, nhưng mà cái việc thanh khoản tăng này đồng nghĩa với việc là cũng đã có một cơ số lượng cầu thì bắt đáy là đã có một cơ số lượng cổ cho bắt đáy rồi Bởi vì khi mà gì khối lượng diễn ra thì có người mua và có người bán thì với 24 triệu cổ phiếu này thì trong đó có 24 triệu cổ phiếu được mua và 24 triệu cổ phiếu được bán thì đó là điều một trong những điều tích cực hơn so với giai đoạn trước ở đây là về thanh khoản à, em và như nói với chị rồi thanh khoản là cái mà chị không thể che giấu được là một khi mà thanh khoản đã giảm đi đáng kể à, đã giảm rất nhiều rồi thì khi đó là gì cái rủi ro thị trường sẽ đẩy lên mức rất là cao để à, đẩy lên mức rất là cao đây và khi đó thì họ cho thấy được là cái việc mà cổ phiếu tăng giá trở lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều hiện tại thì STB đã rơi về cái đường trên line giảm giá trước đó của nó này anh chị thấy không em kẻ một cái đường ở đây à, trên là giảm giá của nó bên cạnh đó thì đây cũng là vùng quá mua cổ phiếu này khi mà cổ phiếu này đã rơi vào cái vùng quá mua à, quá bán à, thì khi mà một cổ phiếu rơi vào cái trạng thái quá bán như là STB thì có thể giai đoạn sau này nhưng kỳ vọng nếu mà có cái vùng giá bé 24 đâu đó tầm 22 23 à, thì khi đó anh chị có thể canh bắt được à, ăn những nhịp hồi tê cộng Tuy nhiên thì à, tùy thuộc vào cái giai đoạn này là yếu tố về về giãn cách cũng như là yếu tố về triển vọng giai đoạn phía sau này và đối với em thì ngân hàng là một nhóm mà em đánh giá là 2022 là nhóm vẫn còn rất là tích cực là vẫn còn rất là tích cực À, chỉ để ý là những cái giai đoạn mà STB đó rất là hiếm khi rơi vào vùng quá bán à, chỉ có thời điểm là 2020 khi mà rơi vào vùng quá bán thì nó cũng đã tạo đáy rất là nhanh à, thì hiện tại nó cũng đang ở trong cái trạng thái là quá bán rồi thì mình xem xem là cái phản ở đây thế nào à, và tất nhiên là chúng ta sẽ vẫn sẽ gì lưu ý là mua lại ở các vùng cân bằng nó sẽ an toàn hơn nếu mà chúng ta mua bắt giao rơi à, vì giai đoạn này bắt giao thì không biết là gì là giao có bán hay không và không biết là chị đôi khi là chị phải gồng và chị lại mua trung bình giá xuống này là không hay à, nhưng mà nếu mà ổn định lại rồi ở những vùng biên dưới mà xuất hiện các cái nhịp cao trào À, nếu mà ngày mai là một phiên à, thứ hai tuần lại là, là một phiên giảm điểm và khối lượng đột biến lên à, và em thích là khối lượng bây giờ duy trì ngày nào phải trên 20 triệu cổ à, ngày nào không duy trì trên 20 triệu cổ và thậm chí là 30 triệu cổ thì khi đó cái quá trình tăng giá phía sau chỉ là sớm muộn thôi và bị dòng tiền nó bắt đầu quay trở lại với nhóm này và tương tự cho các cổ phiếu khác thôi. Như mà B hiện tại thì vẫn chưa gãy nên mà B thì khả năng cao có thể là phải đi theo với uh, STB khi mà B ngày hôm trước bị break fail à, ngày hôm trước nó break fail à, cái nến ngày hôm 24 tháng 9 này cũng khá là nhiều anh chị nhà tôi mình đu mua cái này khi mà thấy khối lượng tăng và giá tăng khối lượng tăng rất là tốt khối lượng lên tới là 29 triệu. À, nhưng mà một cái điều anh chị thấy không là cái đáng lý ra cái khối lượng 29 triệu đó phải được duy trì ở những phía sau đó tức là về cơ bản là gì sau phiên 29 triệu như vậy thì ít nhất phiên ngày hôm sau phải là 15 tới 20 triệu nhưng mà chị thấy là một ngày giai đoạn sau đó chỉ có khoảng 6 triệu thôi thậm chí là có ngày là 6 triệu 4 triệu 7 triệu của vân thì những cái ngày như thế cho thấy được là cái thanh quản ở cái đó này nó không đồng thuận nó không tiếp diện ở những cái nó phía sau anh chị để là những câu phiên như tech TV này em nói này cái điểm em thích nhất của TV chính là thanh khoản thôi theo trước đó là một phiên tăng 11 triệu thì ít nhất ngày hôm sau này thanh khoản nó phải cao hơn trung bình 20 phiên hay là phải 6 triệu và luôn duy trì được cái mức thanh khoản ở mức trên trung bình đó là trạng thái cho thấy có tiền là có dòng tiền vào để còn với những cổ phiếu như B hiện tại thì tiền vẫn chưa vào thì khi đó mình sẽ cần theo dõi thêm mình xem khi nào là cái tố dùng tiền đó vào hỗ trợ hiện tại của MB là quanh vùng giá tầm là 27 ở phía dưới này à, đó là cái vùng hỗ trợ nền dưới trước trước đó của nó và đã ba lần test tại thành công rồi đây là thứ nhất này thậm chí là bốn lần đây test lại hai đáy này là thứ ba là thứ bốn này thì lần này khả năng cao đây cũng sẽ là vùng cầu đỡ tốt nhưng mà theo cá nhân em thì thông thường khi mà họ đưa về cái vùng này rồi thì họ nếu mà họ muốn rủ hàng nha trong bối cảnh họ muốn rủ hàng thì họ đánh gãy xuống, gãy xuống luôn và sau đó kéo ngược lên lại À, và mình sẽ chú ý về cái nhịp đó để mình cân nhắc mình tham gia với các cổ phiếu này nói chung thì đa phần như MB thì theo em được biết thì cái lợi dụng của nó trong quý ba nó cũng không phải là quá thấp à, không phải là quá thấp và thậm chí nó vẫn duy trì được đâu đó ngang ngửa so với quý một và quý hai và mặc dù là nó phải trích lập một cái phần dự phòng rồi mà mặc dù nó cũng bị ảnh hưởng bởi covid và tất nhiên thì doanh nghiệp nào tốt thì vẫn sẽ được hưởng lợi thôi à, tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác như Techcom này cũng như vậy Techcom thì cái vùng hỗ trợ hiện tại phía dưới này là cái vùng hỗ trợ biên đâu đó lên quanh giá tầm là 48 là cái bộ hỗ trợ biên dưới 48 thì ST Techcom ngày hôm trước có cái điểm hơi fail đó chính là đánh break hai hai lần à, break lần liên tục ở đây nhưng mà không vượt qua được thì cái lượng nhà từ tư bám bán ở phía trên này vẫn còn rất là nhiều và tương tự như cổ phiếu ngân hàng khác thôi cái điều mà em nói với cơm đó chính là vì thanh khoản à, chưa quay trở lại thì mình chú ý cho em cái vận động thanh khoản ở đây à, thì mình theo dõi thêm ở giai đoạn sắp tới bởi vì cái cái nền này giữ quá lâu rồi giữ nền quá lâu rồi mà một khi giữ nền quá lâu như thế này rồi thì cái xác suất và đánh gãy xuống là cao bởi vì À, mà khi vẽ xuống như vậy thì đôi khi nó chính là cái thời điểm để anh chị biết được là cổ phiếu nào khỏe và cổ phiếu nào yếu. Bởi vì khi mà sức kỷ như thế này thì mình sẽ loại, mình sẽ biết được là gì? À, những cổ phiếu nào mà nó được cái lượng cầu đợi giá tốt, ai có cái lượng cầu cover tốt và cái lượng cổ phiếu nào mà nó yếu hơn so với thị trường tức là cái lượng cầu ngoại nó tham gia không nhiều Ê, thì từ đó mình sẽ biết được là là mình nên nắm giữ cổ phiếu này như thế nào hay không. giai đoạn phía sau này thôi. Nên chung thì đối với em thì khi mà nó giữ đâu thế này rồi thì em có thể là kỳ vọng một cái nhịp ở phía sau. và hiện tại thì giá vẫn chưa vượt lên trên được các cái mốc em 50 ở phía trên này, quanh cái giá tầm 50.2, 50.3. Ê, thì hiện tại mình theo dõi cho em vùng hỗ trợ dưới á, thì quanh giá tầm 48 ở trong ngắn hạn. nếu mất cái mốc 48 này thì hoàn toàn có thể đưa về một cái vùng chi khấu thấp hơn là quanh cái vùng nền dưới này, quanh giá tầm 42, 43. Tất nhiên là em không mong như vậy, bởi vì em không mong là à, thị trường chúng ta điều chỉnh quá sâu, nhưng mà về cơ bản là chúng ta phải đánh giá các trường hợp và khi đó mình sẽ theo các kịch bản để mình hành động ha. Anh chị theo dõi cho em. À, VB thì VB thì giai đoạn à, tuần tới là tuần mà VB có thể là phát hành à, sẽ là ngày đăng ký cuối cùng à, của việc phát hành à, cổ tức thì về cơ bản là đối với MPB hiện tại thì rất là nhiều BDA được bơm ra nhưng mà ngày hôm nay thì cái về mức giá của nó vẫn đang phản không có tốt à, áp lực bán ngày hôm nay thực tế là không quá lớn khi khoảng 88 triệu cổ thôi tức là chỉ cao trung bình khoảng một triệu thôi là không nhiều so với những cái dịp bán tháo thế đây à, nhưng mà có thể là nó liên quan tới câu chuyện là gì à, về giá cổ phiếu khi mà họ liên tục đánh rũ bỏ đang xem ở đây và cái thanh khoản ở đây vẫn chưa được cải thiện trở lại từ thời điểm anh chị để này thấy không sự khác biệt lớn nhất đó chính là thanh khoản anh chị để những phiên trước đó này cái sự gia tăng và thanh khoản của MB và đột ngột này cái dịp giảm về thanh khoản thì khi mà thanh khoản bắt đầu giảm đi rồi á thì anh chị thấy nó rất là ảm đạm cực kỳ là ảm đạm luôn nó giống như thời điểm trước đó của nhiều cổ phiếu này nó ví dụ như KBC đi anh, anh chị thấy KBC cái thời điểm mà sau khi mà nó gì à, nó tạo được cái tiền đề tăng tốt anh chị thấy không? đây thì cái bằng chứng tốt nhất mà chị thấy là gì là thanh khoản KBC đã duy trì ở mức rất là thấp sau một thời gian dài thì giai đoạn sau đó thì anh chị mới thấy được cái sự cải thiện về thanh khoản tức là cái đường EM nè nó dốc lên nè. À, thì khi đó giá cổ phiếu mới tăng lên ở giai đoạn sau đó tức là có sự cải thiện rất là nhiều về thanh khoản à, thì giá cổ phiếu nó mới tăng lên mạnh mẽ được ở giai đoạn phía sau rồi à, tiếp theo là với vì công là ngân hàng nhà nước này thì em nghĩ về công thì ngắn hạn có thể là đánh thuận 21, 25 ở dưới này để mình xem xem. cho nay đây là vùng hỗ trợ tốt rồi nên cái xác suất ở đây về công thuận thì cũng cái xác suất ở đây mà Vietcombank công nó giảm thì chắc chắn là sẽ không bằng là xác suất tăng. nhưng về cơ bản đây là vùng hỗ trợ mạnh thì mình cũng sẽ cần theo dõi xem là cái cung cầu thế nào thôi. bởi vì thực tế đây là cổ phiếu điều tiết mà đối với anh thì việc công nó cũng sẽ không gọi là gì à, tuân theo cái quy luật cung cầu. chơi nó không phải gọi là gì tu theo cung cầu tự nhiên là nhiều mà nó bị ảnh hưởng bởi câu chuyện là điều tiết thị trường và khi ngày hôm nay tăng ngày, ngày mai là giảm để để tăng để kéo thị trường hoặc để đạp thị trường trong những cái phiên đáo hạn vâng. à, thì đó tại do vốn hóa nó quá lớn đi nên cái việc mà cung cầu tự nhiên điều khiển nó thì sẽ rất là khó à, còn về cái bảng thì hiện tại hỗ trợ gần nhất của việc của con việc cơm là vùng giá tập là 94 mươi bốn vùng giá chín mươi bốn ở phía dưới này em à, quanh cái vùng hỗ trợ đây thì chị chú ý mình theo dõi cho em với các cổ phiếu này thì đối với em thì một nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước thì em đánh giá không cao bởi vì ngân nhà nước thì cái độ đàn hồi cái độ bật nó không phải là tốt À, không phải là quá tốt tiếp theo là với uh, bất động sản bất động sản thì uh, mình nhìn vào một số cổ phiếu thôi dig này uh, dig ngày hôm nay thì nhìn chung là ngày, như ngày hôm qua em nói là cái cây đến trước đó. cái nó này cho thấy cái sự phục hồi là yếu ớt khi mà cái thanh khoản nó không tăng tức là giá tăng nhưng mà thanh khoản không tăng nó chỉ để là ba cây phục hồi nhưng ba cây là khối lượng giảm điểm cho thấy đó là một cái khen nô đi mình ba tức là một cái phiên không có lượng cầu mặc dù là giá giá vẫn tăng đấy nhưng mà nó cho thấy được là cái lượng cầu không chấp nhận ăn lên và ngày hôm nay nó vẫn quay ngược trở lại thì có thể ở trong trường hợp tích cực thì nó sẽ quay về test lại cái vùng đáy dưới này là cái vùng đáy cũ của nó là cái vùng nền luôn là cái vùng nền tảng dài luôn thì đó với em nền tảng dài là một cái nền tảng rất là uy tín tức là cái độ tin cậy nó cao và cái kỳ vọng của mình đối với cổ phiếu này ở giai đoạn ở khi mà mở cửa trở lại vẫn tốt thì mình có theo dõi cái vùng ở dưới này quanh giá tầm 28 28.2 còn trong ngắn hạn thì khả năng cao nếu mà nó không quay được à, về lại cái vùng nền ở phía trên này nè cái vùng nền này sau nhiều lần mà nó test thất bại ấy, hiện tại thì nó cũng đang sai quay và nó rét xuống và bị quay ngược lại thôi thì đây là một cái gì có thể gọi là bullback à, à, thì với một cái gì bullback như thế này thì mình theo dõi cho em là cái quá trình là gì à, nó có đóng cửa được duy trì được ở trên cái nền này lại hay không tức là cái vùng hỗ trợ quanh giá tầm là 30.6 nhưng mà nó giữ được trên cái b ba mươi sáu này ở trong những phiên tới thì sẽ tốt à, còn trong bối cảnh mà nó không duy trì được thì nhiều khả năng nó phải về là cái vùng hỗ trợ dưới này đối với cổ phiếu, như cổ phiếu như vậy lắm, như Hà đô cũng vậy thôi. Hà đô sẽ quay về cái Hà đô thì hiện tại đang vận động khỏe một xíu khi mà liên tục là những phiên mà tăng trần và giảm à, Về cái bản thì ngắn hạn hỗ trợ của Hà đô là quanh cái vùng hỗ trợ may hội tụ này, các cái điểm EMA 10 và EMA 50 này, quanh giá tầm 55.5, 55.6 55 thì có thể là ngày mai nó sẽ quay về test cái vùng đó mình xem xem là cầu đợi giá thế nào. À, còn về ngắn hạn thì rõ ràng giai đoạn này thì nó cũng đang rất là gần cái vùng nền của nó này, à, thì sẽ là như Hà đô này cũng rất là gần cái nền. Thì với những cổ phiếu gần nền thế này thì về cái xác suất tức là khi mà giá cổ phiếu nó giảm về đây cái lực bật là rất là nhanh. Hàng này sẽ có cái lực bật rất là nhanh thì mình chú ý cho em cái vùng hỗ trợ dưới này. Còn đối với em triển vọng ngắn hạn của Hà Đô thì thì với cáp lực bán ở những phiên gần đây thực tế nó không quá lớn. thì có thể em nghĩ là nó sẽ phân hóa, tức là nó sẽ lình xình xài quay lại từ đây à, cho tới điểm công bố thôi. Thì mình xem xem là cái quá trình ở giai đoạn phía sau là như thế nào. Vì trước đó thì nó cũng mới vừa test lại không thành công cái vùng đỉnh cũ này. À, nó vượt lên trên nhưng mà không thành công. sẽ thấy là hai biên không? Biên trên và biên dưới này. À, thì khi mà chạm biên trên bật lên và chạm biên dưới bị dội xuống này thì đây là vùng sai quay. À, thường thì trong phân tích kỹ thuật em gọi là vùng tắc nghẽn, cái pha tắc nghẽn, pha tắc nghẽn là pha gần như là cung với cầu nó cân đối với nhau. À, tiếp theo là với à, à, khu công nghiệp thì em đánh giá cao như doanh nghiệp như là KBC khi mà mở cửa lại thôi bởi vì nó rất là nhiều những dự án và khi mà những dự án bắt đầu đưa vào hoạt động bắt đầu ghi nhận doanh thu thì em nghĩ sẽ được cải thiện rất là tích cực đối với các cổ phiếu này. À, nhưng mà cái điểm yếu KBC là hiện tại lượng cung ngoài quá nhiều, lượng cung nhờ từ cá nhân để bán quá nhiều thì có thể ở, ảnh hưởng tới cái quá trình tăng giá cổ phiếu. Nên nếu mà hiện tại chị nào có hàng cổ phiếu này thì em nghĩ là nếu mà thiên về nắm giữ dài hạn nha thì mới đánh giá cao cổ phiếu. Đây còn trong ngắn ngày thì khả năng cao nghĩa là có phải test lại cái mốc 40 một lần nữa và 40 41 một lần nữa trong những phiên tới. À, nhưng mà đây vẫn là doanh nghiệp mà cái lợi nhuận của nó có thể tăng trưởng bằng lần ở trong năm tới. À, đó là cái điểm đánh giá rất là cao với cổ phiếu này. À, rồi nhiều cổ phiếu khác như là IDC. IDC thì hiện tại đã chạm mức phần trăm rồi, quanh giá tầm 52.4 thì có thể quanh đây sẽ có rung lắc và chị chú ý cho em thì cái nhịp này thanh khoản đã giảm đi đáng kể rồi thì có thể là với cái đà thanh khoản này sẽ khó cho cổ phiếu bứt phá lên mà mẹ giai đoạn phía trên được à, nhưng mà à, mình theo dõi cho em cái vùng hỗ trợ dưới á, quan là quanh bốn mươi năm là cái vùng hỗ trợ phải 50 năm mươi trăm này nè em à, mình xem xem cái lượng cầu này đợi giá thế nào thì trong trường hợp tích cực tôi có thể nó sẽ quay lại ở đây à, duy trì sao quay lại ở trong cái biên tầm bốn mươi tám năm tới vùng giá tầm năm mươi hai bốn em mình xem xem là ở trong giai đoạn nó, nó, vận động thế nào để từ đó thì mình có theo dõi dễ dàng hơn ở à, giai đoạn phía sau này ha tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác ở trong những khu công nghiệp nhưng mà chúng ta đi qua một số cổ phiếu tiêu điểm thôi à, rồi À, để mình hiểu được bản chất của từng nhóm ngành bây giờ thôi à, thì đối với em khu công nghiệp thì giai đoạn này đa phần được tích lũy và có điều duy trì điều chỉnh với khối lượng thấp thì đó là các em đánh giá khá là cao với cái cổ phiếu này thì với cái việc điều chỉnh khối lượng thấp như vậy thì mình có thể trông chờ vào những cái vùng hỗ trợ của nó bị thông thường khi mà chạm lại những cái vùng hỗ trợ thì vẫn rất là tốt à, bên cạnh đó thì mình sẽ theo dõi thêm những cái những cổ phiếu ở giai đoạn này à, đặc biệt là các nhóm ngành về khu công nghiệp này à, để mình biết được là cái một số những cổ phiếu á, đặc biệt là cái cổ phiếu mà đang có triển vọng được gọi là tích cực ở trong giai đoạn quý ba quý bốn sắp tới á, thì đa phần giai đoạn vừa rồi đã được dòng tiền nó tham gia vào rồi bị nó kỳ vọng rồi à, thì khi đó mình phải theo dõi xem là cái mùa kết cái quý 3 sắp tới này mình xem xem là các cái doanh nghiệp nó phản ứng thế nào với các cái thông tin đó à, thì khi đó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều à, thì đối với em thì công nghiệp vẫn là một trong những nhóm ngành được hưởng lợi rất mạnh mẽ khi mà được kinh tế mở cửa trở lại đặc biệt là cái dòng vốn DI FDI cũng sẽ tiếp tục chuyển dịch vào Việt Nam rất là nhiều ở trong giai đoạn này à, tiếp theo là với doanh nghiệp khác à, chúng ta có là gì À, chúng ta có về thép thì mình nói gì hoa sen, nam kim hòa phát thôi. rồi tới ba cổ phiếu này ngày hôm nay vẫn rất là tốt khi mà giữ giá và không bị ảnh hưởng gì bởi thị trường. thì với các bạn là kết quả kinh doanh ba doanh nghiệp này sẽ vẫn duy trì ở trong năm nay. À, có thể là nam kim và hòa phát, họ sẽ hoa sen và nam kim thì như em nói với chị là trong quý 4 năm tới thì biên lợi nhuận ròng sẽ giảm. À, bởi vì khi mà giá thành bắt đầu giảm rồi, à, thì có thể là quý 4 năm tới thì biên lợi nhuận biên lợi nhuận có thể bắt đầu giảm và cái lượng hàng tồn kho giá rẻ cũng đã tiêu thụ rồi, à, cũng đã tiêu thụ rất là nhiều rồi. À, thì khi đó có thể là sẽ khiến cho cái quá trình tăng giá cổ phiếu nó sẽ khó khăn hơn. anh à, đối với em thì à, giai đoạn này đa phần những cổ phiếu về thép á, thì nó cũng đang vận động tốt về xu hướng thì mình có thể nắm giữ tiếp khi mà các cổ phiếu vẫn giữ giá được ở trên các vùng hỗ trợ gần nhất của nó và khi đó mình sẽ an toàn ở giai đoạn phía sau này còn đối với em thì hiện tại mình đua mua ở giai đoạn này thì vẫn có thể cân nhắc ví dụ với hòa phát này hòa phát thì có thể canh quanh vùng giá tầm 52 và 50 51 ở phía dưới này khi mà cái vùng nền nó quay lại test một lần nữa thì đối với cổ phiếu này trong trường hợp mà nếu mà nó quay về là cái nền dưới này nó tích lũy tiếp á, thì nó sẽ bị là break fail. thì với gì break fail như vậy thì cái xác suất mà thị trường nó giảm tiếp rất là cao đây còn trong bối cảnh mà nó quay về test tại cái kênh trên này, cái kênh trên ở bên trên này nè. Cái kênh giá quanh tầm 52 ấy, thì nó quay về test bên đó thì vẫn khá là ổn với cổ phiếu này. À, thì chúng em đánh giá là như vậy. Thì à, đối với thép thì như em đánh giá là cái nhu cầu của nó trong giai đoạn 2022 ấy, nhu cầu về quốc tế ấy. khi mà là kinh tế mở cửa trở lại và dịch Covid vẫn sẽ duy trì một thời gian dài thì em nghĩ là nó sẽ tiếp tục tăng trưởng. À, năm nay thì vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng thôi và sẽ tùy vào doanh nghiệp ví dụ như doanh nghiệp về liên quan sản xuất á, thì đôi khi nó sẽ rất là dễ đạt các cái mức hàm bảo hòa à, nhưng mà chúng ta thấy được là liên tục và công ty vẫn vận động ở giai đoạn phía sau này khi mà liên tục xây dựng các cái dự án mới như Hòa Phát họ vẫn đẩy mạnh mở rộng các cái dự án mới đặc biệt là Dung quất ha thì có thể giúp giúp họ gia tăng về cái sản lượng và từ đó đáp ứng được cái nhu cầu đầu tư ở các kênh khác nhiều hơn. Đối với em thì Hòa Phát vẫn là một doanh nghiệp và có nền tảng cơ bản rất là tốt. À, tiếp theo là với uh, chứng khoán chứng khoán thì SI ngày hôm nay giảm khá là sâu này. À, thì SI HCM ngày hôm nay đa phần đều giảm mạnh thì uh, câu chuyện đến từ việc là thiếu động lực. Bởi vì thực tế bây giờ tiền nó không phải là cái nhất cái thứ hai nên là như em nói với anh chị là chứng khoán thì để mà tăng á, thì nó phải cần một câu chuyện nó mới xem một xíu tức là nó nghe nó hấp dẫn một xíu thì giai này hầu như chị thấy là rất là khó à, bởi vì về câu chuyện là giai đoạn này thì cái quan trọng nhất và là kết quả kinh doanh ở trong quý ba nó vẫn chưa có rò rỉ quá nhiều và người ta vẫn đây kỳ vọng nhiều vào cái những doanh nghiệp mà có tiểu doanh tốt ở trên thị trường Ê, và cái điều mà chúng ta cần lưu ý đối với nhóm này á, là nhóm chứng khoán á, thì nó đã tức là cái mức tăng trưởng nó đã đột biến ở trong những năm trước là nhiều rồi và cái mặt bằng chung ở năm nay so với lại năm cùng kỳ tức là khoảng quý 3 năm ngoái thì nó cũng không phải là quá chênh lệch nhiều Ê, nó sẽ dẫn tới cái việc là tăng trưởng đôi khi nó sẽ không quá đột biến thì về các bạn là vẫn tăng trưởng mà à, những doanh nghiệp rất là khó à, rất là khó rơi vào những cái trạng thái gọi là gì À, tức là bị lỗ ở giai đoạn này tức là bị ảnh hưởng nhiều á bởi vì đa phần thì cái thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối nhiều à, và cái xu hướng thị trường vẫn còn duy trì ở cái đà tăng này thì có thể là cổ phiếu này thì vẫn những doanh nghiệp á, về chứng khoán á, thì họ vẫn được hưởng lợi à, nhưng mà để nói là đột biến á, thì rất là khó bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều kết quả tự doanh công ty chứng khoán khi mà nó chiếm đến khoảng 40 à, 49 phần trăm 40 50 phần cái À, cái kết cái, cái lợi nhuận của các công của các công ty chứng khoán à, nên với cái tỷ trọng cái cơ cấu cao như vậy thì đó là cái mà chúng ta phải theo dõi nhiều à, ở giai đoạn mà cái mua báo cáo là chỉ tới nó ra này đó em thì hiện tại đa phần cổ phiếu nó đang ở trong giai đoạn gọi là gì à, chờ phát hành cổ phiếu thưởng hay đã phát hành rồi và đang chờ mua thì có thể nó vẫn giữ giá khi mà chị để ý thì thanh khoản ở đây vẫn như ở mức thấp thôi. có thể là vẫn giữ giá đây thôi à, nhưng mà khi mà họ giữ giá đây rồi thì mình cũng sẽ cẩn trọng nếu mà họ giữ giá quá lâu thì như em nói với chị tương tự cổ phiếu ngân hàng khác thôi để tức là nó giữ giá quá lâu thì nó sẽ có những hiệu tương đó là tiêu uh, cực ở giai đoạn sau đó bởi vì nó tạo điều kiện cho nhà tôi mua được cái hàng giá rẻ nhiều đúng không? À, thì khi đó chị phải lưu ý tới những cái vấn đề đó và cái giai đoạn em rất là mong chờ vào cái nhóm uh, chứng khoán này ở giai đoạn mà uh, kết quả kinh doanh ở quý 4 sắp tới uh, thì ở quý 3 sắp tới thì xem xem nó phải như thế nào, Ê, nhà tôi sẽ có những phản ra sao từ đó mà có thể là gì, mà theo dõi được các cổ phiếu mà đang tăng trưởng vượt bậc ở giai đoạn phía sau này. hay à, còn nhiều nhóm ngành khác bây giờ ví dụ như là về uh, xuất nhập khẩu này, vì xuất nhập khẩu thì có dịch mai, về, có uh, về thủy sản, thủy sản rồi rồi có fmc này À, có VHC này thì hai cổ phiếu ra đều là hai cổ phiếu mà có kết luận kinh doanh tốt ở trong tháng 8 vừa rồi, rồi và thậm chí là ở trong quý à, quý 3. Thì ở trong bối cảnh dịch bệnh thế này mà các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất được tốt Và có thể là khi mà mở cửa trở lại thì nó càng tăng trưởng mạnh mẽ hơn. À, nên đó là cái mà cũng có thể kỳ vọng được với doanh nghiệp này. Các em thì đây là doanh nghiệp tương đối tích cực khi mà cái mức PE hiện tại cũng tương đối thấp và cái triển vọng đặc biệt là sau khi mở cửa trở lại thì cái chi phí nó giảm đáng kể. À, do cái việc thực hiện 3T thì chi phí đơn vị rất là cao, nên rất là cao. À, thì đó cũng là một cái đánh giá cao ở giai đoạn này. À, rồi với à, về 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 dịch mai dịch mai thì có một số cổ phiếu như là VGT đây. VGT thì đoạn này cũng mới gãy lên, xong thì hiện tại đang quay về cái vùng hỗ trợ dưới này à, thì đây là vùng hỗ trợ mang tính kỹ thuật nên nó có nhịp hồi lên thì cái nhịp hồi này thanh khoản cũng tương đối thấp đó à, thì cái vùng kháng cự này lên quanh giá tầm là 20.5 tới 20.6 20, 20 thì mình cũng nên chú ý thêm ở à, đoạn phía sau này để mình tránh là mình tránh mình tham gia khi mà gì nó chưa cân bằng lại những cái vùng ở phía trên hay là à, chúng ta tham gia ở cái nhịp test lại canh cái nhịp test là cái đá thứ hai này À, để bên cạnh mà tham gia thì cái đồ an toàn sẽ cao hơn đối với cái cổ phiếu này chúng chung thì à, về mở cửa trở lại thì nền kinh tế nghĩa là vẫn khá là ổn thôi à, vẫn khá là ổn à, còn ở đây thì nó phụ thuộc nhiều cái việc phản ánh và những doanh nghiệp về xuất khẩu như dịch mai thế này nè à, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về cái liên quan tới cái chuỗi cung ứng ở giai đoạn này à, tiếp theo là với à, TNG cũng như vậy, TNG cũng nhiều sự quan tâm, mà TNG thì cái vùng hỗ trợ này anh chị có thể chú ý này, ở à, cái vùng hỗ trợ nền giá già trước đó, cái nền tảng già của nó. ở à, nếu mình nói giá xuống đây thì cái vùng hỗ trợ lên quanh giá tầm là giá 30, 24 đó thì mình canh gì em nếu mà nó có nhịp nhúng về kéo ngược về test là các cái mốc năm 50 và cái mốc 24 ở phía dưới này Đấy, thì kỳ đâm đánh giá tôi nó là cao đối với cái cổ phiếu à, tiếp theo là với à, về hàng không thì hàng không thì nhìn chung là đa phần là à, được hưởng lợi do sự phục hồi thôi em thì em không thiên về chiều hướng là đánh với nhiều phục hồi bởi vì thực tế với nghiệp phục hồi thì nó sẽ có tôi nói nhiều rủi ro em giống như việc là chúng ta theo dõi cái cái việc đầu tư đó, thì đa phần các anh chị đầu tư vào là anh chị dùng tiền để anh chị đưa cho chủ doanh nghiệp anh chị đưa cho một cái người làm ăn người ta xin lời và tức là anh chị không giỏi về kinh doanh thì anh chị tìm một người giỏi về kinh doanh đó để người ta gì đầu tư và người ta xin lời cho anh chị à, thì khi đó nếu mà doanh doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn bão hòa không tăng trưởng nữa thì cái việc mà cái lợi suất đầu tư của anh chị chắc sẽ giảm đáng kể và thậm chí là về cả mới cổ tức hay thậm chí là về cả lợi dụng sau thế của doanh nghiệp luôn à, đó là cái mà anh chị cần lưu ý ở giai đoạn phía sau này ha còn về em nghĩ là về thủy sản và dịch mai thì sau dịch vẫn sẽ được hưởng lợi thôi và sẽ được hưởng lợi thôi À, để mình theo dõi thêm khi mà mình xem cái thông tin của kết quả kinh doanh ở trong quý ba cái doanh nghiệp như thế nào à, để mình đánh giá thêm được à, tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác ví dụ như là về dầu khí này à, về đường phân bón cao su vân đều là nhóm ngành mà được hưởng lợi từ câu chuyện về giá thành à, tất nhiên là người ta mua nhiều về cái gì người ta sẽ bán nhiều về cái đó nên thì sẽ chú ý nhiều hơn à, đến cái mức giá cả hàng hóa ở từng ngày à, để mình theo dõi dễ dàng hơn hãy à, bên cạnh đó thì ở giai đoạn phía sau này, ở giai đoạn đại dịch này thì anh chị cũng nên tập trung, à, chúng ta nên gì, à, theo dõi kỹ lưỡng các cái mã cổ phiếu để từ đó mình sàng lọc được các doanh nghiệp nó tích cực à, doanh nghiệp tốt ở trong quý bốn sắp tới. Anh chị hãy nhớ cho em là tốt ở tốt ở trong quý bốn nha, không phải là quý ba tốt là tốt tiếp tục ở tiếp tục tốt ở trong quý bốn đâu, mà nó là sự khác nhau. À, nên chị có thể chú ý thêm cho em. ở giai đoạn đó thì mình hiểu rõ được cái à, cái vận động ở phía sau này à, của các cổ phiếu. Rồi đó là về thị trường, và chia sẻ của em về các cái nhóm ngành, à, về các cổ phiếu. À, thì hy vọng là nó cho anh chị một góc nhìn về thị trường tốt hơn cũng như là một góc nhìn để anh chị, chị tham khảo ở trong cái uh, phiên giao dịch ở trong tuần tới à, từ đó giúp anh chị mình có thể đầu tư tốt hơn rất là nhiều à, rồi à, xin chào hẹn gặp lại chị ở những video kế tiếp và chúc anh chị buổi tối tốt lành và hy vọng là à, ở giai đoạn à, hy vọng là giai đoạn sắp tới thì khi mà thị trường nó xuất hiện cái nhịp đung lắc hay là nhịp điều chỉnh thì ta vẫn sẽ bình tĩnh và xử lý à, để chúng ta gì à, có thể cơ cấu được một cái danh mục nó phù hợp nhất à, cho cái giai đoạn là kết quả kinh doanh quý 3 sắp tới à, cảm ơn chị rất là nhiều và vì, vì đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh À, xin chào hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp à, chúc anh chị một ngày cuối tuần à, vui vẻ với gia đình và người thân.